hay là do gia đình Thư thích tao đồng ý? Thích mày á? Là cái tranh giành của tao ấy. Thích mày á? Mày có cái đéo gì mà thích? Hả? Tao có nhiều thứ hơn mày. Mày có cái gì? Mày có cái gì? Hả? Nói chuyện rồi. Bây giờ mày như thế nào hay để các em tao vả mồm mày? Hả? Tôi gọi được ai gọi ra đây xem nào. Thằng mày gọi được thằng nào ra đây gọi luôn ra. Hả? Còn thằng kia vẫn đi bộ kìa. Hello anh em nhá. Thì như anh em vừa mới xem video của Kiên rồi, anh em cũng biết cái sự việc của Kiên vừa đấy đấy. Thì vừa đấy anh em mình có gặp nó đi ở ngoài ngoài chỗ đường D đi xuống phố anh em ạ. Thì anh em mình có chặn lại, anh em mình phang cho một trận. Thì mấy con chó ấy sợ quá nhảy luôn xuống sông anh em ạ. Nhảy luôn xuống sông luôn, chạy luôn. Thì mình nói thật với anh em luôn là nó chỉ có mõm thôi, chứ nó không có bản lĩnh gì cả mọi người ạ. Thì anh em mình bảo với nó rồi, bây giờ nếu mà nó ấy mà quân tử ấy thì nó hẹn mình ra, nó nói chuyện. Và nếu mà Thư yêu ai, đấy là quyết định của Thư, chứ đừng có ép Thư như thế. Bởi vì Thư đã không thích nó rồi, nhưng mà nó ép Thư phải cưới nó, phải yêu nó thì thật sự luôn. Nó rất là đàn bà mọi người ạ. Bây giờ tất cả anh em mình cũng vừa mới xử lý chuyện của nó xong, bây giờ anh em mình đang ở trên quảng trường, anh em đi uống nước anh em ạ. Còn anh em mình nói thật luôn, anh em mình vỡ được nó ở đâu thì anh em mình rút nó ở đấy. Thế thôi, bất kỳ thằng nào và hai cái thằng em của nó mà tao mà gặp được ở đâu mà đi nẻ tao đá cho vỡ mồm luôn. Hay sao lúc đấy là ba anh này là đi đi đến thì chúng mình thấy con em đi đâu mà gặp đấy. Bọn em đang đi chơi đi đi đường này. Thế sao nhìn nó à? Vâng, bọn em nhìn đấy. Bọn em lên, bọn em bảo ai? Chúng nó nhìn thấy anh em mình. Đây chú ạ. Một xấu. Một xấu nữa. Một xấu cho nó nhiều dừa. Thôi lần sau nếu mà đi uống cái này phải mua thêm một gói dừa nữa. Được gì phải lần sau. Đấy, thế thì không, tôi tốt quá. Nó bằng nhau cả anh ạ. Bằng nhau cả mà. Tính toán cả rồi. Hôm nay anh em mình đạp cho ngã giả xuống sâu anh em ạ. Đấy. Mõm thôi. Không có cái gì cả. Chân chúc anh em để nói. Cái lúc mà anh em mình đuổi thế. Anh em mình đuổi nó cứ đứng ở bên bờ bên kia, nó bảo sang đây mà anh em mình đuổi nó lại chặn. Nó bảo là anh em mình sang đây. Đấy, nó bảo là anh em mình sang đây, anh em mình mình sang luôn. Nên là nó lại chạy. Thì lúc sau là nó chạy thì nó gọi thằng em của nó sang đón. Anh em ạ, thằng em nó cầm gạch như này nhưng mà không dám tương. Cầm cung gạch ở tay nhưng mà không dám tương anh em ạ. Chỉ dám cầm để cho nó biết bố mày là cũng có gạch thôi. Chứ không mà biết Hawaii thôi, đúng chưa? Đấy. Chứ gặp phải đại ca Bình của tao thì chúng mày không đủ tuổi. Đúng rồi. Bình lắm hết. Nếu người đại ca Bình của tao ấy thì nói chung là không nói nhiều đâu. Nhưng mà động là chạy ngay, hiểu chưa? Đây đại ca của cháu đây. Đây ạ. Đại ca đây, kinh quá nhỉ. Đấy. Đại ca tính bảo tiền cho các đàn em à? Đấy. Đúng rồi. Đại ca của cháu này tiền thì không nhiều. Nhưng mà đủ để giả cho mấy anh em này. Đấy. Đại ca chứ? Ok chứ đại ca? Mày trẻ đẹp thế nhở? Đại ca mày chả biết nói gì. Đại ca nhìn thấy chúng nó mà không, đại ca không dám ra giữ lại mà để cho nó chạy thế. Anh bảo đạp vào mặt thằng Quang luôn. Đạp nó muốn chạy em cũng đạp mà. Đạp đâu? Mẹ đeo tóm nó lại. À cứ đạp nó lại. Hình như là em đạp cả thằng em của nó xuống ao mà, không mà. Thằng trưởng cái gì? Đấy, thằng Quang nó nhảy xuống đấy nhưng mà em thấy đạp nó cái xuống không luôn. Lúc chiến ném cái gì xuống trúng đầu nó luôn mà. Trúng đầu nó luôn đấy. Điếng luôn đấy, phát đấy điếng luôn đấy. Phát đấy là nó định nhảy xuống sông, là anh em mình là định cầm gạch anh em mình choảng xuống ấy, anh em mình định đả xuống. Em đả rồi, đả cái trúng đầu thằng Quang mà, nó choáng luôn mà. Thế à? Thằng đấy kéo khi lúc đấy mình đích chạy rồi đấy, bạn không thấy à? Thì cái lúc đấy nó mới lặn xuống ấy anh. Lặn xuống ấy. Ơi thằng bé sợ lặn xuống nhá. Sợ luôn. Em cầm đá quang trương cái trúng đầu cái lặn xuống ngay. Kiểu là nó sợ nếu mà nó không lặn thì mình lại choạng cái trúng đầu đó mà. Thanh niên thì mẹo sợ quá, nhảy xuống sông phải lặn xuống em ạ. Lặn ngu xuống như vịt thì sợ thật. Chết đi rồi. Cái gì? Cái gì? Hả? Cái bot. Cái bot ạ? Ừ, cái như cái đâu nhở? Quay để nhà rồi. Để nhà anh có cái bot này cũng hút ngon. Lần này hôm nay mình đánh nó cay rất đấy, không đùa đâu. Anh còn đầy tiền thái này.
Ui, tiền em luôn. Này, thì mẹ làm quan nhưng tao nói thật mày luôn là cái số tiền này tao đủ đồng tiền này đập vào mặt mày. Mày cũng có tuổi luôn. Tiền này đổ đi vẫn đầy tiền mấy em. Đi chi tớ bạn ơi. Đi chi đây. Cái này 100 này bao nhiêu tiền không? Đi chi tớ một cái bạn ơi. Thôi vừa kêu đập vào mặt nó thì thôi chia. Em đút túi luôn anh nhỉ. Vừa kêu đập vào mặt nó thì thôi đi chia cho anh em mình cho đỡ phí anh ạ. Đúng rồi. Đập vào mặt nó rất tiền của anh em mình ra anh. Bây giờ nó thật luôn thì tao gặp đường quang đâu phải đúng nửa đấy luôn. Không phải là cần nói một câu gì, vẫn phải lo đập luôn. Cho nó cũng giới thiệu mọi người nhá, thì là ông em này là ông em học viên mới. Đấy, ông em học viên mới về tem của mình. Đấy là em Tú, ở quê cùng quê mình luôn. Ông em này ít tuổi và muốn vào tem của mình, vừa mới xuống cách ngày hôm qua anh em ạ. Vào tem của mình để muốn học hỏi cũng như là muốn kiếm tiền của cái Kiên ấy. Đấy, thì và là cái quan trọng nhất là em ấy muốn vào đây để giúp đỡ Kiên. Đấy, thì anh em chờ đón thì anh em mình dình được thằng Quang ở đâu rồi anh em mình đoán ở đấy luôn anh em nhá. Còn là bây giờ anh em mình đi lượn suốt mà gặp nó đâu rồi anh em mình đập ở đấy ngay. Mình cũng nào bên mới nha mọi người nhá. Ôi, ăn đi đi em. Em cũng chạy nhà nó. Anh gửi anh ạ. Bây giờ nó đang nhốt chị Thư ở trong phòng ấy, nó bắt chị Thư phải cưới nó mà. Em sợ là anh mình sang đấy là nó để đâu chỗ khác ấy, không để nhà ấy. Tôi nghĩ vậy đấy, tôi sợ là nó nghĩ là thời gian này mà thấy anh em mình ốp nó đánh nó này, nó nghĩ là nơi khác đúng không? Tôi nghĩ là đưa Thư đi một nơi khác đấy, giấu Thư đấy. Nó không dám để nhà đâu. Sợ anh em mình mà. Trời ơi, anh không biết nhưng mà bây giờ anh nghĩ là 100% là nó sẽ phải tìm cách để nó tránh anh Mỹ Thư ra, không được không để anh Mỹ Thư gần nhau ấy. Bởi vì nếu mà anh Mỹ Thư gần nhau là Thư ra cho anh là anh dẫn Thư đi chỗ khác ngay. Cả sợ chị Thư bỏ trốn lại gặp anh. Bây giờ nó không liên lạc của chị Thư rồi thì nữa. Còn nhốt cả chị Thư trong phòng nhưng mà. Thư kia là tôi sợ nó còn xích chiếc nữa ấy. Chị đùa đâu. Sợ Thư phá cửa đi mà. Nó còn xích Thư trong phòng nữa. Nói chung là mình không có nhiều anh em ở đấy, anh em mình đang đi uống nước để anh em mình bàn tí việc để lúc mà anh em mình gặp nó thì anh em mình có cách để cho nó hiểu luôn. Hiểu thế nào là xã hội luôn. Đừng có mõm môi mà kéo gì cả. Thế thôi. Còn là gặp nhau mới biết được. Nếu mà lúc đấy mà nó đủ thật thằng nào giả thế thôi. Nếu mà lúc đấy nó mà đủ ẩn linh thì nó đứng bên bờ sông nha, nó gọi anh em mình sang nha anh em. Nếu nó đủ ẩn linh, nếu nó đủ ẩn linh lúc đấy nó cầm gạch nó tương sang luôn. Nó được có tuổi đâu em. Có tuổi mà anh em. Hai. Anh ấy là tuổi ngựa mà. Hai em nó cũng non do em cầm gạch nó dám tương đâu. Nó cầm gạch nó phi lên để nó giải cứu anh nó. Ok anh em nhá. Thì bây giờ mình cũng quay clip lại để mình muốn nói chuyện với anh em như thế thôi, để cho anh em biết cái sự việc là mình cũng vừa mới gặp thằng Quang, xong là mình vừa mới xử lý nó rồi. Thì trong tình hình này thì mình sẽ cố gắng, mình sẽ tìm mọi cách để mình cứu Thư ra. Mình cứu Thư ra chứ không bao giờ mình để Thư ở trong nhà nó để mà nó đối xử với Thư như thế mọi người ạ. Mình sẽ tìm mọi cách và anh em mình sẽ hộ cùng nhau. Ê, mình cũng nhờ mấy anh em nữa rồi. Bây giờ tìm mọi cách để giúp đỡ mình cũng như là cứu Thư ra, chứ Thư mà không muốn cưới nó mà nó lại như thế thì thật sự luôn mình rất là lo mọi người nhá. Đấy, thì anh em cứ hóng cái diễn biến này, có như nào thì mình sẽ quay cho anh em xem. Còn là mình nói thật luôn là nó còn quay video để nó còn đăng tải lên để nó xin được Thư mà. Thì mình yên tâm đi, lúc nào mình tóm được nó, mình bắt nó phải đi bằng hai đầu gối ra chỗ Thư, nó quỳ xin chỗ Thư ấy. Thì lúc đấy sẽ có clip cho anh em xem. Mai cho nó là mai chạy được đấy. Còn này hôm nay chúng nó có chân chúng nó vẫn chạy được. Nhưng là sau anh em mình quật mẹo chân, chúng nó gãy mẹ chân đi. Quật hẳn vào chân nó luôn, cho mất đi luôn. Đấy nó vẫn chạy. Lần sau cho mất chạy luôn. Hôm nay nè nó vẫn chạy được anh em ạ. Nó chạy một phát ra bên sâu bên kia. Nó cuống quá nó chạy luôn mà anh em. Có đứng lại đâu. Thì anh em mình đuổi mà nó vẫn chạy. Nó có dám đứng lại đâu, nó chỉ có mõm môi được gọi thôi. Sợ anh em mình mà. Có hai thằng ấy thì tất nhiên nó sợ rồi. Nó phải chạy đi chứ, không có mình phang nó. Bây giờ mà uống nước mà trộn mấy loại với nhau nó uống ngon kìa. Ngon đấy, em nghĩ là ngon đấy. Và về tối về phun luôn. Chỗ này ok này. Thử trộn đi. Bây giờ mình quen bây giờ trộn nước mà mấy loại nước với nhau uống bị sao nhỉ?
Không thử thôi, em như anh pha chế. Con em phải test là cái đấy phải cộng với cái gì cơ, nó vừa cơ. Có cái gì đây? Thôi đừng rồi. Vừa cho thôi. Ngon không? Ôi, đừng cho xà kia, không anh nghĩ không hợp đâu. Anh kia hợp được. Sao anh nghĩ cái này là hợp là đẹp này. Đây là con này. Này đi ơi, đổ ra chưa đã, sao là đổ thêm chưa? Mọi người nhá. Cái này đủ tôi đưa mọi người nhá. Đúng không? Con. Được chưa? Cái này có như nào anh ạ? Em không miêu tả được. Cuốn. Cái này nhiều vị lắm anh ạ. Anh thử tí. Vị nào? Chua, có đào này, có sting đây. Ôi mà ngon. Ngon mà đúng không? Trộn 3 chai đào sting. 4 chai. 4 chai. Ngon. C2 nữa. Cái cả C2 nữa thì là nó ra cái vị màu tiết canh này. Anh cho thêm ít nước xấu anh. Đây, nó không dây, nó không dây. Cái này chưa uống. Xấu là cái nước nó tự chế rồi. Rất tí sữa hả? Rất tí sữa kìa anh. Chưa, ông em kia uống hết rồi. Không, sữa em trộn mốt sạch tinh bé uống thử. Đây, anh ạ. Thôi. Rồi, ok ạ. Thì anh em thấy là cái chỗ này nhớ like, share và đăng ký kênh của mình nhá. Sắp tới là có như nào thì mình sẽ quay cho anh em xem nhé. Ok nhé.